Sau đây là cái cách mà lên trồng giữa cho các dòng xe cỡ lớn mà bạn không cần phải đứng bên hông để giật xe lên. Sau đây chúng tôi sẽ thử với cả xe RAV 1250 ZA. Đầu tiên là lên xe, dựng xe. Tiếp theo là thì chân trồng giữa xuống cho cân bằng. Và cái bước tiếp theo nữa sau khi dựng chân trồng giữa, chúng ta sẽ khóa phần sau lại. Đó, để cho xe không bị di chuyển. Và thay đổi tư thế là tay phía bên trái sẽ giữ hướng cho cái vị trí bánh trước luôn thẳng. Và cái tay phía sau cầm vào phía tay sách và sau đó sẽ giật lên. Đó là cái quá trình để mình dựng một chân trồng giữa khi trên xe.